Hello everyone, welcome to our class. Before we continue the lesson today, we will review the old lesson. Now move on warm up. First, you look at the pictures and read the definition. Then you choose the correct answer in 10 seconds. Trước tiên các bạn sẽ chọn tranh và sau đó là đọc cái định nghĩa. Sau đó các bạn sẽ chọn đáp câu trả lời đúng trong vòng 10 giây. Are you ready? Yeah. Now, 10 seconds. Picture 1. And the correct answer is... Yeah, sign up. Picture number 2, 10 second star. And the correct answer is A, outdoor activities. 10 second picture 3. Okay, let's check. Yeah, grandma clock. 10 second picture 4. Second for picture 5. Let's check. Yeah, indoor activities. And 10 second for the 6th picture. Check. Yeah, art and rest. You very good. You remember all the words in the old lesson. Good. Now, move on. You need to school lesson 2.2, grammar, page 18. Open your book, page 18, please. Các bạn mở sách trang 18 giúp cô nha. Okay, you look at the picture. This is the conversation between the boy and the girl. Now, you listen and then repeat. Are you ready? Yeah, listen. Unit 2. School. Lesson 2. Track 23. Grammar. Listen and repeat. There's a book club. Do you like reading books? Yes, I do. Okay, now, practice the conversation. I will be the boy and you will be a girl. I'm first. There's a book club. Do you like reading books? Good. Now, we change. I will be a girl and you will be the boy. You first. Yes, I do. Good. Now, the lesson today we learned line, less verb with ing. We move on primer. Line with verb in ing. We use line with verb in ing to talk about things we like to do often. For example, I like playing video game. I like reading book. I like listening to music. Normally,
after like the verb have to S-I-N-G. However, the spelling of the verbs may change when we S-I-N-G. Thông thường thì những cái động từ sau like mình sẽ phải thêm ing. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có những cái nguyên tắc khi mà chúng ta thêm ing vào. Chúng ta có nguyên tắc số 1, rule number 1. If the verb ends after consonant with letter E, we have to remove letter E and replace with ing. For example, make. We have make. After make consonant K with letter E, we have changed making. Make without letter E and S-I-N-G. Thông thường một cái động từ kết thúc bằng một cái phụ âm và cuối cùng thêm một cái letter E thì chúng ta phải bỏ cái động letter E và thay thế bằng ing. Cô có ví dụ là make, tận cùng của make là một cái consonant K. Cộng với letter E thì chúng ta sẽ bỏ cái letter E và thêm vào ing. Tương tự chúng ta có là dance, dancing. Drive, driving. Rule number 2. If the verb ends after consonant with vowel with consonant of one syllable verbs, we have double the final consonant and ing. So what is the one syllable verbs? This is the verb one syllable. For example, print, stands, eat, play. But the verb finish isn't a one syllable verb because the finish is two syllable verb. Những cái one syllable verb có nghĩa là động từ mà một âm tiết. Là khi mà mình đọc lên một cái động từ mà chỉ có một âm tiết thì chúng ta gọi là one syllable verb. Cô lấy ví dụ như là run, là stand, là eat, play. Nhưng đối với động từ finish, khi mình đọc lên finish thì nó có tới hai âm tiết thì nó không được gọi là động từ một âm tiết. Quay lại với cái nguyên tắc thứ hai, cô có ví dụ swim. Swim after consonant W, vowel I and consonant M, we have to double final consonant and S-I-N-G. Cô lấy ví dụ như chữ swim là động từ một âm tiết, có đuôi là phụ âm, nguyên âm và phụ âm. Vậy khi chúng ta thêm ing vào, chúng ta phải double, tức là nhân đôi cái phụ âm cuối lên. Thì chúng ta sẽ có là swimming. Tương tự chúng ta có là run, running. Stop, stopping. The rule number 3. Chúng ta có cái nguyên tắc thứ 3. We do not double the final consonant when the word ends in W, X, or Y. Chúng ta không cần phải gấp đôi phụ âm cuối khi mà một cái động từ một âm tiết có tận cùng là W, X hoặc là Y. For example, we have played one syllable verb, but we don't double the final consonant. Okay. Mặc dù lay vẫn là một phụ âm, một âm tiết, là động từ một âm tiết, nhưng mà chúng ta không double cái phụ âm cuối, bởi vì nó tận cùng là double U, X, or Y, nên chúng ta chỉ việc thêm ing vào. Tương tự chúng ta có pro, broy. Understand class?
Yeah. You open your book, page 18. Write down the grammar in your notebook. You have 3 minutes. Các bạn mở sách trang số 18, viết cái phần ngữ pháp vào trong tập cho cô. 3 phút cho các bạn viết bài. Phần này các bạn nếu chép chưa kịp thì mình có thể mở sách trang 18 và chép vào vở ha. Now, we move on the exercise. B. Rewrite the verb using ing. Các bạn sử dụng những cái nguyên tắc mà cô đã hướng dẫn cho các bạn trong bài học ngày hôm nay để thêm ing vào sau những cái động từ còn lại. 1 minute, start. Number 2.
drawing. Chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc thứ 3. Draw là động từ một âm tiết, nhưng mà tận cùng của chữ draw là W, thì chúng ta chỉ việc là thêm ing vào. Number 3, cutting. Chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc thứ 2. Consonant, vowel, consonant. Chúng ta phải double final consonant. Chúng ta sẽ gấp đôi cái phụ âm cuối rồi mới thêm ing. Number 4, reading. Thì cái này chúng ta chỉ việc thêm in vào. Number 5, dancing. Phần cùng là letter E. Chúng ta sẽ bỏ cái letter E và thêm ing. Number 6, getting. Consonant, vowel, consonant. Nguyên tắc thứ 2, double final consonant. Tức là gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm ing. Number 7, acting. Chỉ việc thêm in vào. Now, move on C. Fill in the blanks. Các bạn sử dụng những cái động từ mà người ta đã gợi ý cho mình để tạo thành một cái đoạn đối thoại hoàn chỉnh. You have 2 minutes. Start. Thumbs up. Now let's check. Number 1, do you like painting? Number 2, do you like doing outdoor activities? Number 3, do you like playing tennis? Number 4, do you like swimming? Now practice the conversation. I will be Mia and you will be Penny. I'm first. They're an art club. Do you like painting? Do you like doing outdoor activities? Do you like playing tennis? Do you like swimming? Great, we can sign up for the swimming club. Okay, we can. I will be Penny and you will be Mia. You bird? No, I don't. Yes, I do. I like sport. No, not really. Yes, I do. Good job. Pre-arrangement.
Now you have 4 minutes. You write in your notebook and draw your arrangement. Các bạn có 4 phút để viết bài vào trong tập và sắp xếp lại thành một câu hoàn chỉnh. Now, 4 minutes. Start. I really like using computer. Number 2, do you like reading books? Number 3, Mary doesn't like drawing. Number 4, I want to sign up for a dance class because I like dancing. Number 5, he likes playing table tennis. Okay. More on homework. Learn by heart grammar. Prepare unit 2, lesson 2.3, page 19.
do a quick exercise. Các bạn học thuộc cho cô phần ngữ pháp ngày hôm nay. Chuẩn bị cho cô bài số 2, bài 2.3, trang số 19. Và đừng quên làm cái bài tập Google Form cô giáo viên đã gửi cho các bạn. Now write in your notebook. Thank you for your attention. Goodbye.